Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Ngày hôm nay tôi sẽ đến thăm một thư viện rất đặc biệt, không thu phí, không giới hạn thời gian đọc và đặc biệt là bạn chỉ cần đặt cọc bằng niềm tin. Và đây chính là những người đã tạo nên một không gian, một điểm hẹn rất là thú vị. Tôi rất là tò mò là lý do vì sao và nguồn cảm hứng từ đâu đã khiến cho các bạn thực hiện một cái thư viện sách rất là ý nghĩa như thế này. Thứ nhất là không phải bạn sinh viên nào cũng có đủ tiền để mua sách mới, cũng như là những bộ sách có bản quyền. Thứ hai là rất là nhiều bạn chuyển sang là đọc sách điện tử ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại. Và điều này là nó có hại cho mắt. Vì nên chúng em đã quyết định lập ra cái thư viện sách miễn phí này. Xin gửi tặng các bạn. Bất kỳ đâu cũng có thể trở thành những điểm hẹn, chỉ cần có chung niềm yêu thích. Và còn tuyệt vời hơn nếu như những điểm hẹn ấy mang tới những điều tích cực cho cộng đồng. Các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo, bệnh nhân rất là vui vẻ. Đến lớp học này em cảm nhận được là bóng đá nó mang niềm hạnh phúc tới cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, có một câu nói như thế này: cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi theo hai cách, qua những cuốn sách mà chúng ta đọc hoặc là qua những người mà chúng ta sẽ gặp. Và trong phần tiêu điểm của ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng đến với những điểm hẹn, nơi có những cuộc gặp gỡ từ những con người với chung lý tưởng sống vì cộng đồng. Ở điểm hẹn đầu tiên sẽ là những thành viên của nhóm chụp ảnh cưới thiện tâm Charity, những người mang đến sự khởi đầu đầy hạnh phúc cho biết bao nhiêu những cặp đôi khuyết tật bằng những bộ ảnh cưới. Gần 100 cuốn album đã được gửi đi, cũng là hàng trăm những nụ cười, những niềm vui đã được trao gửi. Xin chụp ảnh cưới mà gia đình hai bên nó không cho. Khi em được anh chị trong nhóm thông báo và lên lịch là em rất mừng, rất vui. Em nhìn vợ em lạ lắm, đẹp, không tưởng tượng của mình là quá tuyệt vời. Hơi hồi hộp thì mình không biết có làm được theo ý của các anh chị không, tại mình cũng hơi khó khăn. Có nhiều cặp là nói là em mơ được hai vợ chồng tới thủ đô thuê vài bộ đồ để chụp vài tấm kỷ niệm thôi. Thậm chí có cặp là ở nhau rồi cũng chưa có đám cưới luôn. Đâm ra là đồ vest, đồ cưới đối với họ là lần đầu tiên luôn. Họ có những câu nói làm cho người thợ cũng cảm thấy vui nữa. Cháu, em, trời ơi sao vậy, em mệt lắm em. Họ cảm thấy xúc động khi thấy nhóm săn sóc lo lắng cho họ. Rồi ra chụp ảnh nữa, họ có bao giờ chụp đâu. Cái đâm ra là họ rất là ngượng ngùng chứ ống kính. Thì đâm ra là các anh em là hay dở, gần gũi với họ để họ vui cười. Họ quên đi là họ đang là diễn viên. Tay em để tự nhiên thôi, mặt em áp sát vô, rồi cười nhẹ thôi. Này đang tình tứ mà đó, rồi. Rồi tới lúc trao album cũng vậy, họ cầm được album rất là đẹp. Cái đâm ra là đó cũng là cái động lực cho các anh em mà cứ duy trì nhóm tới giờ. Được mà hình album trao đó, tự nhiên mình vợ chồng xúc động lắm á. Mà không lẽ nào mình khóc kỳ đó, chứ mà thấy là mừng. Chứ làm sao như bạn chị mà được có cái điều kiện mà để làm ở đó được. Có được cái hình ảnh đó để kỷ niệm. Những người có con thì sao mình lấy cái dẫn chứng đó mình dạy được con mình. Bố mẹ cũng tặc vậy mà cũng được có cái ảnh kỷ niệm này kia nọ đó, để cho con nó hãy làm theo gương mình, nó đừng làm những cái điều xấu đó. Coi như là mình duy trì hết mức có thể. Duyên mình còn, anh em còn ủng hộ mình là mình còn vẫn còn duy trì. Chưa ai thấy mệt đó, không có đi chụp là tụi nó buồn rồi, nó nhắc á. Sao anh, xét kèo chụp đi chứ, lên bài chụp đi chứ, lum lum. Vâng, đừng sợ hãi chỉ vì mình khác biệt, bởi tất cả những nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc của chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nghĩ đến nó nữa, tự tin bước ra cuộc sống, chúng ta đều có thể được đón nhận những tình yêu thương xung quanh chúng ta. Đó cũng chính là thông điệp mà quý vị sẽ cảm nhận được ở điểm hẹn tiếp theo. Nơi đây là mái nhà của 70 nhân vật ở mọi độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và cộng đồng xã hội khác nhau. Họ có chung một cái tên: dàn hợp xướng đa dạng. Xin chào anh chị.
Vâng ạ, thưa giới thiệu với quý vị, đây là chị Đặng Thị Lợi và anh Phạm Ngọc Tú. Chị Lợi ơi, ngày hôm nay thì điểm hẹn của chúng ta là ở đâu ạ? Điểm hẹn của bọn mình là dàn hợp xướng đa dạng. Dàn hợp xướng đa dạng, nghe cái tên đa dạng đã cảm thấy rất là hấp dẫn rồi. Thế có khoảng bao nhiêu người ạ anh Tú? Dàn hợp xướng đa dạng có 70 thành viên. 70 thành viên là mọi người đang tập luyện ở đâu ạ? Mọi người đang tập luyện ngay trên này thôi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ thật là nhanh để xem mà mọi người đang tập luyện như thế nào ạ. Chúng mình đi lên nhé. Chị Lợi và anh Tú là hai trong số 70 thành viên đến từ các nhóm cộng đồng khác nhau trong xã hội. Kể từ tháng 11 năm 2018, vào mỗi chiều thứ Bảy, dàn hợp xướng đa dạng chính là điểm hẹn của tất cả mọi người. Hợp xướng đa dạng chính là điểm hẹn của tất cả mọi người. Mỗi chúng ta sinh ra đã là một cái cá thể khác nhau, vì vậy sự khác biệt là đương nhiên. Tuy nhiên là có những trường hợp trong cuộc sống vẫn không được hưởng cái điều đương nhiên đó. Tôi cũng đam mê AK từ nhỏ, nhưng mà do cái khuyết tật của mình ấy, thì là mình không dám, nhưng mà có cái cơ hội để mình thực hiện cái đam mê đấy thì dù vất vả thì mình mới đi. Để trở thành thành viên của dàn hợp xướng đa dạng, mỗi người đều phải trải qua vòng thử giọng. Âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết những con người vốn khác biệt lại với nhau. Nghệ thuật hợp xướng hay ở một chỗ đấy là khi bạn hát cùng nhau thì chúng ta không nhất thiết là phải hát quá hay, và chúng ta sẽ hỗ trợ nhau để cùng nhau tạo nên một bản hòa ca rất là đẹp. Chúng tôi đã quyết định là sẽ đặt hàng một bài hát riêng sáng tác cho dàn hợp xướng đa dạng để nói lên tất cả những cái điều mà chúng tôi muốn nói. Không biết là quý vị cảm thấy thế nào, nhưng với cá nhân tôi khi được có mặt trong không gian như thế này, tôi cảm thấy khâm phục họ. Bởi vì tất cả những người có mặt ở đây đều không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, thế nhưng mà những giai điệu mà họ tạo nên thực sự đã truyền cảm hứng tới tất cả mọi người. Trải qua khoảng 9 tháng tập luyện cùng nhau, thành quả mà dàn hợp xướng đạt được không chỉ là những màn biểu diễn dần trở nên chuyên nghiệp, đó còn là sự gắn kết và sẻ chia. Tất cả mọi người ai cũng có vấn đề của riêng mình, tuy nhiên đến đây thì ai cũng có thể chia sẻ với nhau được. Hợp xướng của tôi là có 70 người, và 70 người đó là 70 sứ giả để truyền tải thông điệp về sự yêu thương, tôn trọng sự đa dạng, tôn trọng sự khác biệt, và đặc biệt là tôn trọng con người. Ngày 20 tháng 7 tới đây thì dàn hợp xướng đa dạng sẽ cùng kết hợp với dàn hợp xướng tự hào Thái Bình Dương đến từ Australia trong một buổi biểu diễn tại Hà Nội, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những giai điệu và những cái thông điệp đẹp đẽ này được lan tỏa tại thủ đô của chúng ta. Thưa quý vị, trái tim của mỗi người chúng ta thì có 4 ngăn. Mỗi ngăn sẽ có một trách nhiệm, một vai trò riêng để nuôi dưỡng cơ thể sống. Còn với các y bác sĩ đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh thì 4 ngăn ấy còn có những ý nghĩa khác nữa. Đó là ngăn dành cho những đĩa cơm, ngăn dành cho bảo hiểm y tế, cho viện phí và cho học bổng. Tất cả đều là những hoạt động thiện nguyện được các y bác sĩ của nhóm Blue Trắng, quỹ trái tim trên tường thực hiện từ nguồn kinh phí xuất phát từ tiếng hát của họ. Lấy ý tưởng từ những cốc cà phê trên tường miễn phí tại đất nước Italia xa xôi, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển cùng nhiều y bác sĩ khác tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra chương trình Dĩa cơm trên tường, rồi phát triển thành quỹ Trái tim trên tường. Hàng tháng họ tổ chức các đêm nhạc Blue Trắng hát cho yêu thương là sân khấu của các y bác sĩ. Họ cùng nhau hát để quyên góp tiền cho quỹ. Từ năm 2016 đến nay, gần 50 đêm nhạc đã được tổ chức, thu về gần 4 tỷ đồng. Số tiền dùng để trao tặng học bổng cho các sinh viên ngành y dược, trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó là hàng nghìn suất ăn được phân phát tại Bệnh viện Tâm thần và Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, không chỉ hát tại sân khấu của đêm nhạc, các bác sĩ còn dành tiếng hát của mình cho chính những bệnh nhân của họ nhằm xoa dịu bớt những nỗi vất vả của bệnh nhân và người nhà trong quá trình điều trị. Và trong thời gian qua thì một chương trình âm nhạc Blue Trắng đặc biệt cùng ca sĩ Hoàng Bách đã được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa. Tôi đang có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Những bác sĩ của nhóm Blue Trắng, quỹ trái tim trên tường sẽ có mặt ở đây. Thế nhưng họ không đến để khám bệnh mà họ mang tới rất nhiều những món quà đặc biệt. Hãy cùng xem rằng là những điều gì thú vị cùng chờ đón chúng ta. Và đây sẽ là một món quà rất đặc biệt được tất cả các thành viên của Blue Trắng Trái tim trên tường mang tới cho những bệnh nhi của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày hôm nay thì tất cả chúng tôi đều đang sẵn sàng cho những món quà.
rất là thú vị, rất là dễ thương như thế này. Vâng, Thanh Toàn chuẩn bị những món quà như thế này thì là mình đã chuẩn bị từ lâu chưa ạ? À, cũng một tuần rồi. Một tuần cho những món quà như thế này phải không ạ? Và ngày hôm nay thì đến tham gia buổi giao lưu này thì bác sĩ Hoàng Bách chắc chắn là anh cũng sẽ có những cái món quà cho các bệnh nhân ở đây phải không ạ? À, hôm nay bác đã chuẩn bị một cái áo, vì bác biết là mình sẽ đến với các em thiếu nhi trước. Nên là áo và giày nói chung mọi thứ là phải sặc sỡ. Và cái điều bác luôn mong mỏi là các con sẽ nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những phần giao lưu ở trên kia nhé. Xin chào. La 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 la. Hôm nay con thấy các bác sĩ là rất hiền lành, vui vẻ, hay. Con mong muốn các bác sĩ hát cho con nhiều bài hát hơn. Con vui và rất hạnh phúc. Không chỉ có những món quà được trao tận tay cho những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thì ngay bây giờ ở phía đằng sau lưng tôi có một sân khấu rất đặc biệt, đó chính là những món quà về tinh thần, một buổi biểu diễn văn nghệ giao lưu cùng với tất cả các bệnh nhân ở đây. Và bây giờ thì sân khấu đều đã sẵn sàng, chương trình nghệ thuật xin phép được bắt đầu. Xin chào tất cả các cô chú anh chị bệnh nhân bệnh viện Chợ Rẫy. Hay hay không thì chưa biết, nhưng những cái tràng pháo tay hoặc những nụ cười hoặc là những cái ánh mắt nhìn say mê thì chúng tôi cảm thấy mình đã làm một cái việc gì đó rất ý nghĩa. Hôm nay là bất ngờ được nghe bác sĩ hát và được gặp nhiều tình thương của mọi người. Bác rất là hạnh phúc và bác tin là cái liệu pháp tinh thần, những cái tình yêu thương của mình trao cho nhau thì nó chính là món quà lớn nhất để chúng ta giúp nhau nhanh khỏi bệnh. Bác rất là vui được hát cho mọi người ở đây hôm nay.